Có lẽ tôi mặc cái bồ đen, tất nhiên bồ đen cho cái sự đau thương, tang tóc. Chắc có lẽ tới giờ này là chắc bắt đầu mình cảm thấy cái giờ đau thương, tang tóc. Thì tôi cũng xin thú thật với các bạn, từ trước tới giờ tôi không bao giờ chơi Facebook, Facebook gì cả, chẳng tweet, chẳng toét gì cả. Nhưng mà từ khi có cái cuộc tình sôi nổi, tôi không biết cái mạng nào tôi đổ vô, tôi bỏ vào cái mạng Hummingbird Nest của tôi, thì lại bị các người Mỹ họ nói, trời ơi cái ông này lạ quá, cái cuộc tình riêng tư mà tự nhiên bỏ vô trong cái mạng của business. Vì vậy tôi mới nói cháu tôi, Quỳnh Nga, con coi, con làm cho cái Facebook, cho chú cái Facebook coi thử như thế nào. Thế thì ngày 28 tháng 12 là chúng tôi bắt đầu cái mạng. Cho tới mãi giờ này, lúc 4 giờ chiều, là chúng tôi có được 9.875.215. Tôi nhớ rõ ràng, lúc 4 giờ chiều chúng tôi tổng kết. Và trong một thời gian ngắn như vậy, chỉ cuộc tình kéo dài chỉ non 2 tháng, và cái phê mạng của Facebook tôi chỉ 1 tháng 4 ngày, tôi có được 9.875.215. Cái view, tôi không nói là bao nhiêu người. Tôi xin thành thật cảm ơn các bạn cái điều đó. Và ngày hôm nay thì Hoàng Kiều cũng xin lấy làm buồn, cảm ơn cái sự yêu thương của các bạn. Và chúng tôi cũng để cái màn đó cho tới ngày 28 tháng 2 để cho các bạn thưởng thức cái chương trình Tạ Tình. Và trong những cái post mà chúng tôi thấy, chẳng hạn như Y Lan hát cái bài Cái Quạt, Vịnh Cái Quạt, thì tôi biểu cháu tôi coi lại, trong đó cái post chỉ có 5.562 người xem trong lúc Y Lan lúc đó là 30 tuổi cho tới bây giờ. Thế thì hôm nay tôi rất vui, rất mừng là có được cái sự hâm mộ, thương yêu của các bạn mà tôi có được cái số view đó. Và không có cái đớn đau nào hơn cho những cuộc tình dang dở, cũng không có cái nỗi buồn nào hơn cho nỗi buồn của một mối tình đổ vỡ. Tình dang dở sẽ lưu lại cho chúng ta những luyến lưu thương nhớ không nguôi và cuộc tình đẹp nhất trần gian. Đây có lẽ là hai bài thơ cuối cùng mà tôi cho post lên mạng, bởi vì mỗi lần tôi post lên mạng, nguyền rủa cũng dữ, nhưng mà cứ xem, chẳng hạn như cái bài thơ mà 60 tuổi dậy thì, lúc đầu tôi post được 202.000, thì tôi thấy có nó, coi như cái bình luận cái này cái kia, tôi nói Quỳnh Nga thôi con kẹp cha nó đi, sao tôi thêm cho hình bài nữa, 72 tuổi đã mất trinh rồi, và 110 tuổi vẫn ăn chơi. Thế thì bây giờ có được gần 200.000 người xem, chỉ mới mấy ngày. Thế thì tôi, tối hôm nay tôi thương gửi đến các bạn một cái bài thơ Trái Tim Đã Tan Nát của cái người yêu tôi làm tặng tôi vào năm 2007, cái mùa Valentine 2007. Và các bạn hãy nghe tôi đọc. Trái tim em đã tan vỡ vì anh, khi những mảnh đời không ghép thành bức tranh cuộc sống, khi hai trái tim không cùng nhịp đập, hai nẻo đường dài lỡ lối nhịp cầu xa. Em thầm ước cho những tháng ngày qua, đừng vội vã theo dòng đời nghiêng ngả, chỉ duy nhất mình em mùa băng giá, giọt buồn hóa đá những niềm đau. Con đò này rồi sẽ về đâu, khi bến đổ tình duyên còn nhuộm màu mây khói. Em chắc chiêu những niềm đau không mệt mỏi, rơi rớt buồn một bến đời không tên. Làm ơn cho nàng một tràng pháo tay đi. Và bây giờ tôi nói với các bạn, không có cái nỗi niềm đau nào đau khổ hơn, xao xuyến hơn, mà phải thốt lên lời từ biệt. Thôi, chia ly từ đây. Và tôi trong cái bài chia ly từ đây, thôi chia ly từ đây, thì ba tôi cũng đã làm cái bài thơ cuối cùng. Dường như ông biết được cái chuyện tình của chúng tôi, dường như ông biết được cái tình bao la đối với các dân mạng,
cũng dùng túi ni lông biết được các tình của các bạn. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, bởi vì các bạn thành viên, các bạn có thể vô trong cái Facebook của mình. Và tôi muốn ba tôi mượn cái tiếng nhạc. Tôi muốn nhờ cái lời ca, nhờ Y Lan gửi đến quý vị bài thơ cuối cùng. Xin quý vị cho Y Lan một tràng vỗ tay. Tuy là ít nhưng mà vỗ tay lớn lên chút. Cảm ơn anh Kiều. Anh Kiều mà nói thì là chắc chắn mọi người sẽ thương và sẽ vỗ tay mạnh như thế này. Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, anh Kiều nói đúng rằng là phần đầu đến bây giờ thì chúng ta rất là đông khán giả và tiếng vỗ tay rất là nồng nhiệt. Nhưng bây giờ thì tuy quý vị đáng yêu lắm, tuy rằng là chúng ta không còn đầy phòng với những tiếng vỗ tay nữa, nhưng mỗi một tiếng vỗ tay của quý vị bây giờ là một giá trị to lớn vô cùng cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi. Cho nên cảm ơn thật là nhiều cho sự nán lại của tất cả quý vị để chương trình được hoàn tất. Dạ. Thi ơi, cho Y Lan bắt đầu nhé. Thôi là thế đó.
đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em, anh viết cho em bài thơ của những mùa trăng đã mất, ngày vui đã hết, chiếc chăn điều buồn cũng đành vào. Đã đem theo vào rất nhiều. Xin cảm ơn.